Hello mọi người, bây giờ thì mình và chị Phương Anh đang có mặt tại Alisa Fall Winter. Yeah, fall. No, sorry, it's not fall winter. Bây giờ mình đang có mặt tại show diễn Alisa tại Palace de Tokyo. Bây giờ đang là 17:46 tại Paris. Và show diễn thì chuẩn bị bắt đầu rồi. Và bây giờ bọn mình đã ngồi vào ghế và bọn mình ngồi front row. Yay! Mình sẽ cho cảm ơn chị Phương Anh đã quay toàn cảnh show. Mình sẽ quay mặt mình vào mặt chị Phương Anh thôi. Ổn chị ạ. Chia sẻ với mọi người. Em không biết nhau biết chị ạ, à? Chị đừng hỏi em, em không biết đâu. That just doesn't make sense chị. Ban nãy thì mình đã có gặp chị Heart, gặp Lies Reed, thiên thần Victoria's Secret, Lies, Ribeiro. Mình nó không nhớ kìa là Ribeiro, không nhớ lắm. Show diễn đang rất là đông và mọi người đang dần ổn định chỗ ngồi để có thể bắt đầu show. Hi. Yes, yes, thank you. Vừa có một anh photo vừa đi qua chụp bọn mình. Và ở đây thì rất là đông, rất là nhiều photographer, rất là nhiều paparazzi. Và ban nãy ở bên ngoài thì mình cũng có gặp một anh paparazzi Việt Nam. Và anh ấy có gọi Linh ơi, nghe kiểu tiếng Việt Nam rất là thân thuộc, nghe rất là dễ thương. Tại vì ban nãy có anh photo paparazzi chụp mình, thế là mình phải bỏ điện thoại xuống và để cho anh ấy chụp hình mình. Ở đây rất là đông người. Mình đang ngồi front row. Mình nghĩ là người mẫu sẽ đi ra từ hướng này, xong rồi họ sẽ đi qua bên kia. Chị Hot thì đang ở đâu đấy, mình không biết. Nhưng mà chị Hot rất là dễ thương. Bộ đồ ngày hôm nay của mình và chị Phương Anh thì mình đang mặc một bộ đầm. Hai bọn mình đều mặc đồ ready to wear của nhà mốt Alisa. Mình mặc chiếc đầm này là từ bộ sưu tầm ready to wear for winter 2021-2022 của Alisa. Và ngày hôm nay thì mình được style của stylist Phạm Bảo Luận. Và anh Luận thì đang ngồi ở kia mọi người ạ. Anh Luận vừa mới đáp. Ôi anh Luận chết rồi, đi đâu rồi, mất tích rồi. Nói chung là ngồi ở đằng sau hàng bọn mình và mong là đang nói chuyện được với ai đấy và không cô đơn quá. Fashion show thì thực sự rất là nhiều staff, các bạn staff sẽ đều mặc đồ đen cả. Các bạn staff thì rất là dễ thương, thân thiện. Các bạn ấy mỗi lần mà mình đi một đoạn thì các bạn ấy sẽ có những cái bạn mà đứng sẵn ở đấy để các bạn check vé giúp mình và đưa mình tới chỗ ngồi. Mình cảm giác như là show thì sắp bắt đầu rồi, tại vì là mình cũng bắt đầu thấy là các bạn staff bắt đầu ngồi xuống. Các bạn bắt đầu ngồi xuống và các bạn bắt đầu về chỗ cũ của các bạn nè. Và mọi người đang bắt đầu ổn định chỗ ngồi và mình nghĩ là sắp đến lúc chúng ta phải deadline để mình có thể tập trung vào show diễn. Rất là excited luôn mọi người ơi, mặc dù hôm nay là Paris rất là lạnh nhưng mà lại có nắng, thế nên là mình mới có thể mặc được bộ đồ này mà không có quá nhiều khó khăn. Là cũng hơi run đây, với lại mình cũng hơi bị ốm ốm một tí, nhưng mà mình tất cả vì cái đẹp, tất cả vì nghệ thuật mọi người ạ.
Vậy nha, điện thoại mình còn sao hết pin nữa mọi người ạ. Thế nên là mình sẽ... chị Hớt ngồi đâu ấy chị? Ôi, mọi người ơi, chị Thơ vừa được chụp ảnh với chị Hớt. Chị ơi, cho em xem ảnh đi. Mặt đéo cơ. Chị Hớt nè. It's hard. Mọi người ơi, tất cả mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi rồi. Vì vậy là mình sẽ tắt live và có gì mình sẽ update cho mọi người nha.